Hôm nay là mình dọn cái tủ đông nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xả tủ đông. Tại vì một cái người mà làm tiêu bản á thì quan trọng cái tủ đông lắm, nhưng mà khi mà tủ đông của chúng ta đấy mà nó quá dày ấy thì chúng ta phải xả ra bớt để đỡ chiếm diện tích cái tủ đông của chúng ta. Thì cái mình mới vừa xả cái tủ đông của mình xong này. Bạn không thấy ra rất mảng mảng như thế này nè, rớt xuống rất là nhanh nha các bạn. Đã thấy không? Thì khi mà những cái đá lạnh đó nó đóng dày ở trên những cái lớp này của chúng ta này, thì việc đầu tiên á là chúng ta giảm cái mức độ lạnh á về chữ ốp. Về chữ ốp nha các bạn. Xong sau đó khoảng cỡ 10 phút chúng ta rút điện đi. Chúng ta rút điện và mở những cánh tủ đông này ra, chúng ta lau chùi lại tủ đông nha các bạn. Và việc tiếp theo á, chúng ta dùng một cái máy sấy tóc cho nó nóng. Chúng ta hơ xung quanh những cái thành này nè, chúng ta hơ với cái công suất mạnh nha các bạn. Hơ một chút thôi. Khi mà thấy cái đá này bắt đầu nó không phải là còn tuyết nữa đó, mà nó bắt đầu nóng á, cái nước nó chảy rỉ rả xuống, là chúng ta có thể tạm ngừng và chúng ta có thể để đó khoảng cỡ chừng 5 phút thôi, là những đá này nó sẽ tách ra khỏi cái bề mặt mày mà nó rớt xuống mảng mảng như thế này nè. Chúng ta chỉ cần cái việc là đem những cái mảng này và đem đi bớt thôi, rất là tiện lợi và nhanh nha các bạn. Chúng ta không cần phải mà đợi lâu quá, chúng ta mất thời gian của chúng ta lắm. À, các bạn thấy không, nó rớt xuống từng mảng như này sạch trơn nha các bạn. Và chúng ta hạn chế dùng những cái vật nhọn hay cây nhọn mà để đâm những cái cạy những cái miếng băng này nha, nó không có tốt đâu, có thể chúng ta sẽ làm lủng cái tủ lạnh này đấy. Đó, các bạn xem rất là nhanh luôn. Dùng máy sấy tóc để chi mà cái loại nóng á, chúng ta hơ xung quanh những cái mép này nè, những cái mép này nè, và chúng ta hơ đều lên thì tự nó sẽ rụng xuống thôi. Đấy, rất là đơn giản nha các bạn. Đấy, bây giờ và mình sẽ tiến hành lau dọn cái tủ này cho sạch sẽ lại. Ngày mai mình đem thật nhiều những cái con cá mới về để mình làm tiêu bản xương. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.